làm gì không lo cơm nước đi, giờ này mày ngồi mày khóc như cha mày chết vậy. Bà ơi, bà lên Sài Gòn chuyện gì bà ơi, là bà có chuyện gì mà bà lên đây vậy bà? Sao mày hỏi lãng thúi vậy mày? Hả? Mày con tao, tao nhớ con Bi cháu ngoại tao, tao lên tao thăm nó, đem mớ trái cây lên cho nó ăn nè. Đó, đồ ăn bán ở trên này á, trái cây đồ này nọ nhiều khi sợ thuốc, trái cây vườn nhà mình á nó tốt hơn. Chứ làm gì ngồi khóc quá vậy? Trái cây. Ừ. Cho con Bi ăn. Cho con Bi ăn. Bà để tôi đi, cho vợ chồng con ăn chồng đi, còn đâu nữa mà. Mày nói cái gì khùng khùng điên điên vậy? Con Bi cháu của bà, nó bị. Nó bị cái gì? Nó bị bắt cóc rồi. Cái gì? Nó bị bắt cóc rồi hả? Bắt cóc rồi. Nó bị hồi nào? Ai bắt nó? Hồi sáng này nè, nó đang ngồi đây coi tivi. Con đi chợ, con ra ngoài, con quên đóng cửa. Con về cái con thấy tivi mở mà nó đã mất tiêu rồi. Con kêu khắp mọi nơi đi, dầu lùm xùm nguyên nhà chạy ra ngoài sớm. Con gọi điện thoại cho bạn bè, không ai biết nữa đâu đã. Trời ơi bà ơi, con bị bắt cóc là tại con. Trời ơi là trời. Bây giờ mày gọi thằng chồng mày chưa? Mày gọi thằng Tân chưa? Thằng Tân là thằng nào bắt cóc thì gọi nữa? Chồng mày đó. Hả? Chồng con tên Tân hả? À quên. Gọi rồi mới gọi, anh ơi về liền. Mà nãy giờ chưa thấy bà ấy mặc về rồi kìa. Linh em ơi, em ơi, em ơi, con sao rồi em? Hả, con sao rồi? Ủa, ba mới lên hả ba? Bình tĩnh, bây giờ bình tĩnh, phải thật sự bình tĩnh mới được. Bây giờ ba nói mày nghe nè. Ba ơi, nó mà muốn bắt cóc á, là con có đóng cửa, phá cửa, nó vẫn bắt như thường. Nhưng mà lỗi đó là không phải lỗi do con. Do ai ba? Đó là nỗi khổ của ba. Ba giàu quá mà con. Con cứ nghĩ đi, một đại gia chân đất như ba, trong tay của ba nắm hàng chục hầm cá tra. Bởi vậy tôi bắt cóc nó muốn bắt cháu bà để nó tống tiền ba. Ba giàu làm em gì em? Ba ham hố làm gì? Bây giờ cháu ngoại bị bắt cóc rồi kìa ba, vừa lâu ba chưa. Nghe đi, tôi ham hố rồi nào. Mày phải gọi là ba ơi, ba hầm hố làm gì? Hầm là hầm cá dồ đó, hiểu không? Dạ, bây giờ thôi ba bình tĩnh. Rồi em bình tĩnh đi, bây giờ hai người ở đây, con chạy lên công an phường để con báo nghe ba. Khoan đã, con phải nghiên cứu tâm lý của tụi bắt cóc. Sao ba? Khi nó bắt cóc, nó chỉ muốn tiền thôi. Dạ. Dạ, trước khi nó muốn tiền, chắc chắn nó phải điện thoại tới cho khổ chủ. Cứ ngồi yên bình tĩnh, thế nào nó cũng điện thoại. Là bây giờ mình chờ điện thoại hả ba? Mình phải chờ điện thoại. Khi nào mình nắm được cú điện ông chết chặt. Sao ba? Sao vậy ba? Ai gọi vậy ba? Trời ơi, ai gọi vậy ba? Tụi bắt cóc. Alo, sao bây giờ tụi bay muốn sao? Hả? Mày nói đi, tao sẽ bán chục hầm cá dồ tao đưa cho mày, đủ chưa? Nếu chưa đủ, tao rút tiền ngân hàng mua thêm cho mày chục hầm cá dồ nữa. Gia đình mày đủ sản xuất cho nó ăn không? Hả? Nó nói sao? Ba, hả? Bi hả con? Bi. Bi ơi, con đang ở đâu? Tại sao con không lên tiếng? Bi, con đang ở đâu? Bi ơi, đừng sợ. Con đang ở đâu vậy Bi? Hả? Sao rồi Bi? Bi ơi! Bi đâu ba? Con đang ở đâu? Bà ơi. Lên tiếng đi Bi! Con ở đây nè ông ngoại. Ở đây là ở đâu? Con phải nói cho ông ngoại biết chứ. Con đang ở gần ông ngoại nè. Ở gần ông ngoại chứ mà ở chỗ nào? Bà ơi. Hả? Mày đây hả? Ủa? Con đang nói chuyện điện thoại hả? Dạ, dạ không. Ủa vậy? Ai vậy? Anh Bảy hả? À, tôi đang trên thành phố. Rồi, không có gì. Tất cả mọi chuyện cứ xem như dị vãng. Rồi vậy nha, rồi. Trời ơi, bác Bảy mà ba hôn tuổi bắt cóc. Ai biết đâu lưu có hai chữ bờ cờ đây nè. Đó là bảy cùi mà tao tưởng nó bắt cóc. Đang xấu quá mà. Ủa mà tại sao bé Bi ở nhà mà em lại nói là bé Bi bị bắt cóc là trời sao? Nhà con đi đâu? Dạ, con ở trong nhà. Trời ơi, sao ở trong nhà nãy giờ mẹ về mẹ kêu quá trời. Mẹ đi kiếm khắp nơi mà không thấy con đâu hết vậy? Dạ, sao tại con trốn với thằng bạn nên con đọc chuyện. Trời với lại đất con vừa đọc con vừa nghe tai phone nên không nghe mẹ gọi. Trời ơi. Hư quá. Bữa nay còn thêm cái tật là chung xuống gầm bàn để đọc chuyện nữa ha. Sao mắc mới gì chui xuống gầm bàn rồi gầm giường đọc một chuyện chị con? Trong đó nó túi hù mà. Đọc như vậy hư mắt hết sao? Dạ, tại con sợ mẹ mét với ba. Ba phạt con. Ba không cho con đọc chuyện tại sợ con bị hư mắt. Ba cấm như vậy là đúng hay là sai? Ba biết không?
cả ngày là dán mắt vô tivi đó, rồi còn chơi vi tính ở trên máy nữa đó, chơi game rồi xong rồi còn đọc truyện tranh, không có để cho mắt là thư giãn gì hết trơn á. Vậy là mấy lần con kêu đi ra ngoài chơi, đi công viên chơi để cho mắt thư giãn, vậy mà không có chịu nghe, làm biếng không chịu đi. Rồi kìa, cặp mắt kiến của này dày cộp rồi, em thấy chưa? Thì đúng rồi. Nó còn không có chịu nghe gì hết. Ba còn nói đúng đó. Học bài xong xuôi á rồi hẳn đọc sách. Nhưng mà đọc sách là phải lựa chỗ nào có ánh sáng đầy đủ mới đọc, nghe không? Chứ không thôi hư mắt hết trơn. Mà em mà kìa, em cũng nghe bác sĩ dặn á, là ngoài cái chuyện mà nhắc nhở ông Bi tránh xa mấy cái chuyện tranh nè, rồi tivi, màn hình máy tính, rồi điện thoại, tránh xa những cái đó ra, thì còn phải dẫn con đi khám mắt đều đặn 6 tháng lần để đổi kính nữa. Rồi. Mà lâu quá trời không có dắt nó đi khám, chắc giờ đổ tăng vèo vèo luôn rồi anh ơi. Em hay quá ha. Thôi được rồi, nói chung là bây giờ bé Bi không sao là vui rồi. Với lại hôm nay có ba lên chơi á, bây giờ nhiệm vụ của em á, đi siêu thị mua đồ ăn thật là ngon về nấu một bữa để cả nhà mình ăn. Dạ, còn dạ, nhiệm được. Vụ của con là sẽ dẫn ba với bé Bi đến phòng khám mắt để khám, tại vì bác sĩ người ta dặn rồi, ít nhất là phải 6 tháng mình phải đi khám mắt một lần nha ba. Hay, thằng rể tao nói đúng nè, lâu quá rồi bà cũng lo cắm mắt vô mấy cái hầm cá tra, bà đâu có để ý gì tới mắt mũi của ba đâu. Không ấy, bữa nay sẵn dịp lên đây mày dẫn ba đi khám luôn đi. Dạ. Rồi khám cho con Bi luôn, chứ để như vậy không tốt. Dạ rồi. Nhớ nghe con, lần sau á đọc á là phải lựa chỗ sáng mà đọc. Dạ. Nghe chưa? Dạ nghe. Xin chúc mừng cả nhà chúng ta là không có ai có vấn đề gì về mắt cả. Dạ. Chỉ có mình bé Bi là cần phải chú ý thật kỹ thôi để không tăng cái độ cận thị nữa. Cả nhà nên chú ý là không cho bé Bi là sử dụng các đồ dùng điện tử như là tivi, màn hình máy tính hay là điện thoại quá 2 giờ mỗi ngày. Yeah. Và cứ mỗi một lần 30 phút như vậy phải cho mắt nghỉ là 5 phút. Dạ. Yeah. Đó, còn nghe thấy chưa? Mới có bé lớn tuổi vậy mà mắt cận nặng quá rồi. Bây giờ phải làm cách làm sao để cho khỏi tăng độ nữa phải không bác sĩ? Đúng rồi đó, tại vì các học sinh bây giờ đa số là đều bị bệnh cận thị hết. Tại dạ. vì các cháu phải học hành quá nhiều, rồi còn hàng ngày sử dụng, rồi tiếp xúc với lại các đồ dùng điện tử như là tivi, màn hình máy tính, điện thoại, rồi còn đọc truyện vân vân nữa. Dạ, đã vậy đó mà còn vô chỗ không có ánh sáng để đọc truyện nữa, hư lắm nghe chưa? Nghe bác sĩ nói đó. Dạ, con biết rồi ba. Từ nay trở đi con sẽ không đọc truyện trong tối nữa đâu. Rồi, ngoan. Cháu cũng đừng nên mê đọc truyện quá như vậy. Tại vì hàng ngày mình học hành thì cái mắt của mình nó đã làm việc quá nhiều rồi. Thành ra cháu nên dành những cái thời gian mà nghỉ ngơi để mà mình thư giãn, mình chơi thể thao hoặc là mình đi dã ngoại với bạn bè hay là gia đình, để mình để cho mắt mình nó được nghỉ ngơi, chứ đừng có để mắt nó hoạt động nhiều quá nha cháu. Dạ. Thôi nói chung rồi thì cả nhà cũng nên chú ý là cứ 6 tháng thì nên cho bé Bi tới kiểm tra mắt để mà thay kính. Dạ. Và đồng thời cả nhà chúng ta cũng nên cứ 6 tháng là đi khám mắt một lần cho nó chắc ăn. Thôi cảm ơn bác sĩ. Thôi kỳ này nghe lời bác sĩ, tôi về tôi cho mấy đứa nhỏ mà nó coi bè cá của tôi đó, cho nó đi khám hết trơn trội. Với lại khắc ở trên cái cột ở trên cái bè đó, đặng nhớ 6 tháng đi khám lần. Còn mấy đứa nghe không? Dạ. Về nhà đó là phải có mặt ba đó, phải sửa đèn, sửa đuốc lại cho đầy đủ ánh sáng cho con nó học hành cho nó đàng hoàng. Dạ. Chứ không 11 nó cận nặng rồi mệt nữa. Dạ dạ là đúng. Thôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ nha. Thôi chào chúc cả nhà vui khỏe. Dạ. Chào. Dạ dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ. Ừ, chào con. Thôi tôi về bác sĩ. Dạ. Đi ba. Kính thưa quý vị, để tránh cái tật khúc xạ cho mắt thì chúng ta khuyên các em và các cháu không nên xem tivi quá nhiều và nhất là màn hình vi tính. Mỗi ngày không quá 2 tiếng đồng hồ, và cứ mỗi 30 phút thì nên cho mắt nghỉ 5 phút, và cứ định kỳ 6 tháng một lần nên cho các cháu, các em đi khám mắt.